Đúng là đã có những lời đồn như vậy, không có xác nhận từ Hà Nội, nhưng các trang mạng nước ngoài từng lan truyền tin đồn Nga sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam 150 xe tăng T-80B vào thập niên 90, nhưng không thành vì Việt Nam lúc đó không đủ ngân sách để mua và duy trì số lượng lớn như vậy. T-80B là phiên bản thứ hai được sản xuất hàng loạt của dòng tăng chủ lực T-80 ra đời năm 1978. Với việc cải tiến tháp pháo, hệ thống điều khiển hỏa lực có thêm khí tải đo xa laser, kính nhìn đêm TPNZ-49 có thể phát hiện mục tiêu ở cách 1.300m ở chế độ chủ động, 850m ở chế độ bị động. Đặc biệt, pháo 125 ly đã có thể phóng tên lửa chống tăng Cobra qua nòng với tầm bắn tới 4.000m. Từ năm 1985, các xe tăng T-80B trang bị giáp phản ứng nổ Contact 1, cải thiện khả năng bảo vệ trước đạn nổ lõm chống tăng. Nặng 42 tấn, nhưng nhờ động cơ tua bin khí SG-1000, T-80B đạt vận tốc tới 70-75 km/h.